Chào các bạn nha. Bây giờ chuồng heo ít ỏi của mình nha các bạn. Mình mới cho nó ăn xong buổi trưa nha các bạn. Nó ăn ít các bạn ơi. Chừng một con nó ăn cứ từ từ nó đi qua lại trong máng vẫn còn mà cứ đi vòng vòng. Rồi, còn heo trắng bên đây còn mình cũng mới bỏ cám cho nó ăn nha các bạn. Mình cũng mới đi cắt kiếm cỏ về cho bò ăn. Mình cũng mới cho mấy con heo ăn xong. Đó, heo trắng này mình cho nó ăn. Nó cũng còn ăn. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu nguyên nhân vì sao tháng mấy nay heo nó tụt giá quá nha các bạn. Cái này là theo cái tìm hiểu riêng của mình thôi nha. Thì mình tìm hiểu được thì mình cũng chia sẻ lại cho các bạn xem, các bạn xem có đúng hay không. Heo nó tụt giá quá thì khu vực thành phố mình đây giờ nó nằm cái giá mức rất là thấp nha các bạn, thấp so với các năm trước. Nói chung là mấy năm trước thì giá quá cao, còn cách nay khoảng chừng vài tháng nó tụt, khi mà nó tụt không thể nào mà mình nói là tụt đến nỗi cái mức giá như thế này, nhưng mà nó vẫn tụt xuống thấp thì người chăn nuôi chúng ta rất là lao đao. Nói chung là những người mới gầy đàn lại thì họ rất là nản đó các bạn. Nói chung họ mới gầy lại được chút ít thì heo nó tuột luôn xuống, thì thành ra nuôi không có lời thì ai cũng phải nói là cái sự đó là nản chí rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ quay lại đây tìm hiểu nguyên nhân lý do tại sao mà nó tuột nha các bạn. Phía sau chuồng heo của mình nha các bạn, mình ngồi đây cùng các bạn tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà heo nó mấy tháng này nó rớt giá nhiều quá. Nguyên nhân thì mấy năm trước thì heo nó cao thì các bạn cũng biết rồi đó, thì nó cao thì có rất nhiều người đổ xô nhau để mà bắt con giống về để tái tạo lại đàn heo. Thì điều đó thì cũng rất là hợp lý, thì nhiều người sẽ tái tạo đàn heo thì nó sẽ có thể là nguyên nhân nó nguy cơ nó sẽ giảm giá thì cũng có một điều, đó là một phần nhỏ. Nhưng mà còn cái phần lớn á, cái phần lớn hiện tại thì chúng ta cũng đã biết thị trường hiện giờ nó như thế nào rồi. Thì không phải là riêng về một cái khu vực, nhưng mà cả nước thì chúng ta thấy heo nó hiện giờ nó giảm rất là sâu. Nguyên nhân do đâu thì nó cũng có rất là nhiều yếu tố đó. Thì cái này là cái quan điểm riêng của mình, là tự mình tìm hiểu để mà mình biết, để mình chia sẻ lại cho các bạn xem cái có đúng không. Chứ còn mỗi người cũng có cái cách tìm hiểu riêng. Thì cái này là cái nhìn nhận riêng của mình để mà mình chia sẻ lại cho các bạn mới heo, với lại các bạn có xem thì các bạn tham khảo. Thì cái đầu tiên là khoảng vừa Tết nha các bạn, vừa Tết xong thì nói chung thì nó đã hạ rồi, heo nó đã hạ nhiều rồi. Nhưng mà cái vấn đề là dịch bệnh con người các bạn, nó sẽ ập đến thì tình hình buôn bán cũng nhiều cái không thuận lợi, gọi là nó rất là hạn chế. Thì ban đầu thì nhà nước có cái chỉ thị là cấm buôn bán bớt những cái tiệm buôn bán, mình nói là những cái tiệm ăn rồi đó các bạn. Thì hạn chế cho bán, nhưng mà bán cái dạng bán mang về á, thì thành ra cái người khách đến đi mua ăn thì nó cũng rất là ít. Thì cái sự buôn bán thì đôi khi cái nhu cầu con người cần thì không có thịt này không có thịt kia để mà người ta buôn bán quán tiệm các bạn ăn uống mà. Nhưng mà hạn chế như thế thì sẽ gây vào cái tình hình chung cho những người chăn nuôi và những người cung cấp thực phẩm. Rồi bắt đầu là vô vài tháng nữa, cái nguyên nhân nó nặng thêm là do nơi dịch bệnh nó phát tán rất là nhanh. Thì cái chỉ thị của thành phố đưa ra, cái chỉ thị 15 và 16 đó, nói là nó không có theo cái quy trình của người ta kiểm soát được, cho nên bùng phát dịch nhiều. Thì nhà nước họ sẽ đưa thêm ra một cái chỉ thị 10 do ủy ban của thành phố đưa ra. Thì lúc đó thì cấm những cái chợ nữa các bạn. Nói chung là những cái chợ nhỏ lẻ, với lại những cái chợ tự phát cấm buôn bán, thành ra là những cái nơi đó không còn buôn bán nữa. Thì cái giá cả ở đây heo bắt đầu nó tụt thêm nữa các bạn, nó sẽ tụt khắp nữa, thì nó sẽ gây hại lợi cho những người chăn nuôi nữa. Thì nói chung cái người chăn nuôi thì họ sẽ bị thiệt hại lớn hơn. Thì chúng ta mới tái đàn, nói chung là mới tái đàn được khoảng vài tháng thì nó cũng thấy cái giá nó cũng còn ổn định, nhưng mà 3-4 tháng nay nó hạ nhiều quá,
Thành ra là những người chăn nuôi mới tái đàn lại thì họ rất là nản chí. Nhưng mà mình thì thương các bạn, nói chung thì heo thì cũng có lúc này lúc khác, thì do là cái dịch bệnh của con người thôi. Chứ nếu mà con người mà nó dịch bệnh mà chúng ta kiểm soát được, không có tầm soát được, thì cho nên là nó thuận lợi lại làm ăn, thì sẽ đó là có thể là tương lai nó cũng có thể lên lại, chứ nó cũng không có hạ như thế này đâu. Tại vì cái cuộc sống của mình nó bị hạn chế quá, thì nói chung không phải là riêng về cái ngành chăn nuôi mà toàn bộ những cái công việc khác nó cũng bị đình trệ rất là nhiều. Thì các bạn cũng nên hiểu cái điều này, các bạn cũng phải tìm cách như thế nào để mà chúng ta ổn định thôi, ổn định cái đàn heo chúng ta, tìm thức ăn rẻ tiền chúng ta về chúng ta tự chế biến thêm ra cho đàn heo chúng ta nó ăn, để mà nó khỏe mạnh, để mà nó vượt qua trong những cái giai đoạn, những cái tháng khó khăn này. Chứ còn mà các bạn cứ gọi là mình cứ phá chuồng hết á thì cũng rất là tiếc. Đôi khi mình đã chăn nuôi được thì mình cứ nên giữ, mình cố gắng các bạn, nói chung mình cứ cố gắng, trong lúc khó khăn mình cố gắng vượt qua thì sẽ thành công thôi. Chứ còn mà mình nản chí thì nó cũng dễ bị thất bại, sau này nó có lên lại chúng ta muốn tái đàn lại nuôi nó cũng rất là lâu, cái gì nó cũng phải chờ có thời gian, ít nhất cũng phải 5-7 tháng đó. Thì một đàn heo chúng ta nuôi được thì chúng ta nên giữ lại. Giá cả chúng ta đừng có nên nghĩ là giá cả thấp thì chúng ta nên bán, chờ giá cao chúng ta nuôi. Thì tại mình cũng định đi hỏi giống gần đây này, cũng có một số người cũng mới tái đàn lại được đó. Nói chung họ cũng than phiền với mình, họ nói nuôi gặp chiến ngày xui. Thì nói chung chăn nuôi thì mình cứ cho gọi là cuộc nói là cứ là xui hên rồi các bạn. Thì một điều đó là cách thức nói như vậy thôi, chứ chúng ta nuôi chúng ta phải nhìn nhận thị trường, chúng ta phải đánh giá vào thị trường, chứ cũng không nên đổ vào cái cách thức nói hên xui được. Hên xui là cũng do một phần thôi, chứ còn về cái chăn nuôi mình cũng phải tìm hiểu thêm nguyên nhân từ đâu mà nó sẽ gây cho cái giá cả nó thấp. Thì chúng ta thấy cũng biết rồi đó, nói chung nó do giờ cái dịch bệnh con người nó quá nhiều, thì cái này thì chúng ta cũng biết rồi, ai cũng đều biết, chứ không phải là riêng mình biết đâu. Tìm những cái loại thức ăn nào mà nó ít tốn kém chúng ta nên giữ đàn lại. Chúng ta nuôi giờ là nuôi cho nó ăn ít, nhưng mà có thể là nuôi lại qua vượt qua cái thời điểm này. Nói chung hiện giờ ăn có đàn heo khoảng tầm 70-80 kg thì nó rất là khó khăn đây. Nhưng mà có cái đàn heo con hoặc là cái đàn heo mới lẻ được đó, chúng ta cho nó ăn ít ít thì nó cũng có thể là mình nói là theo cách thức thôi, nhưng mình cho nó kéo thời gian ra. Ví dụ như mình nuôi một bầy heo có thể là 3,5-4 tháng, bây giờ mình nuôi 5 tháng đi đó, mình ví dụ là cho nó 5 tháng đi thì mình cho nó ăn ít thì nó cũng chậm lớn lại, thì nó sẽ vượt qua cái thời điểm đó. Thì sau này nhiều khi nó có giá cao thì chúng ta cũng được thu lợi, lại cũng nói chung là cũng tạm, chứ cũng chưa có bao giờ nghĩ là giá nó cao ngất ngưỡng lên lại đâu. Đó là giá nó lên, nhưng mà nó lên lại cũng ổn thôi, mình đoán như vậy. Tại vì cái tình hình của dịch bệnh này nó cũng không biết nó ra sao, mình chỉ đoán sơ vậy thôi đó. Thì cho nên là tình hình chung, đôi khi mình chỉ đoán là tình hình chung của cả nước, cho nên là mỗi nơi nó đều có cái dịch bệnh riêng, thì cho nên là nó ít thì nó còn đỡ, mà chỗ nào mà nó nhiều quá thì người ta siết chặt lại, thì khu vực đó nó rất là khó khăn. Nói chung là làm ăn cái gì cũng khó khăn trong khu vực đó. Đó thì mình ở Củ Chi nha các bạn, thì mấy tháng trước nó đã bị bùng phát dịch là mình rất là lo lắng. Thì nói chung nay tầm soát thì thấy nó cũng tạm ổn định, chứ cũng chưa có biết trước được là như thế nào. Nói chung là cái này là do bên sở y tế người ta phối hợp với lại chính quyền địa phương để mà người ta kiểm soát. Thì mình là người dân thì mình nên hạn chế ở nhà thôi, chứ còn một để mà mình đi, mình gọi là đi luồn tuôn đó các bạn, nó sẽ có thể là mình không biết là nó gây bệnh cho mình lúc nào, thì lúc đó thì cũng khó biết được. Vì cái dịch bệnh này là nó tiềm ẩn, nguy cơ tiềm ẩn, mình không biết nó sẽ lây lan qua cái đường nào. Thì mình cũng chia sẻ tới đây cho các bạn nắm là nguyên nhân vì sao mà heo nó hạ như thế này. Thì mình cũng đã trình bày sơ theo cái cách thức là mình cũng tìm hiểu khu vực của mình ở đây. Thì cái nguyên nhân của nó thì do chính là do dịch bệnh con người, người ta hạn chế mua bán, thì thành ra là cái nguồn tiêu thụ ở ngoài thì nó rất là ít, cho nên là heo nó xuống cũng rất là nhanh. Điều này mình cũng không có trách được ai, thì cái này là do tình hình chung nha các bạn.
thì mình nên cố gắng như thế nào để mà mình giữ đàn heo lại cho nó vượt qua cái giai đoạn này thôi, chứ cũng đừng nên chán nản. Thì mình đã gầy lại được một đàn heo, nói chung thì cũng được một đàn heo thì cũng đã khá là vất vả rồi. Thì ai cũng vậy, chăn nuôi mong cho kiếm được lời, nhưng mà nuôi không có lời thì nói chung ai cũng nản thôi. Tại vì mình cứ bỏ tiền ra mà mình thu lại không cao thì đôi khi thì mình cũng không có muốn giữ lại, thì điều đó thì các bạn nghĩ cũng đúng. Nhưng mà mình thì mình khuyên là nói chung mình cũng muốn chăn nuôi thời gian dài thì nên mình cứ tạo điều kiện cho heo nó ăn ít, nhưng mà nó cũng đủ cái dinh dưỡng để mà nó vượt qua cái giai đoạn này, chứ mình tái đàn lại sau thì nó rất là lâu nha các bạn. Nên là mình cũng chúc cho các bạn nhiều thành công, giữ lại đàn heo cho mình để vượt qua giai đoạn này. Mình thì cũng mong mỏi muốn nuôi heo lại lắm, nhưng mà chuồng mình nó không có được ổn định cho nên mình cũng không muốn đem heo về. Điều này các bạn cũng biết đó. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn nắm khu vực mình ở đây nó nguyên nhân vì sao mà nó rớt giá nhiều đó. Thì mình chia sẻ sơ cho các bạn nắm gì rồi. Thì chào tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách các bạn đăng ký kênh, tạo cho mình thêm cái động lực để mà mình làm nhiều cái video mới. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.